Lễ Senonta là dịp để các thế hệ con cháu thể hiện lòng thành kính, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, thể hiện nét đẹp truyền thống của người Khmer. Lễ Senonta hay còn được gọi là lễ xá tội vong nhân là dịp để con cháu báo hiếu, tưởng nhớ công ơn đấng sinh thành. Đây cũng là dịp các thành viên trong dòng họ gia đình sum vầy bên nhau. Vào những ngày này, các chùa Khmer và đồng bào Phật tử ở Kiên Giang có rất nhiều hoạt động ý nghĩa và được tổ chức. Năm nay được tổ chức các nghi lễ, bản thân sư rất vui mừng và cũng tuyên truyền vận động bà con Phật tử đón lễ Senonta, đừng quên việc phát triển kinh tế gia đình, đồng thời cũng vận động bà con Phật tử phải thực hiện đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi đến chùa. Lễ Senonta là một trong những lễ lớn của đồng bào Khmer. Sư thấy bà con năm nay rất phấn khởi. Sư cố gắng tuyên truyền cho bà con Phật tử đón lễ vui tươi và tiết kiệm. Lễ Senonta thể hiện truyền thống đạo lý cây có cội nước có nguồn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, mang tính nhân văn và tính giáo dục sâu sắc. Lễ Senonta là dịp để thân tộc gia đình sum họp đầm ấm, thắt chặt tình đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong phum sóc, cũng là dịp để mọi người gặp gỡ thăm hỏi lẫn nhau. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, được các ban ngành, các cấp đến thăm tặng quà một số chùa trên địa bàn tỉnh, bản thân rất vui mừng phấn khởi. Ngoài ra đã hỗ trợ cho bà con một số chính sách trong vùng đồng bào dân tộc, qua đó giúp cho đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Một số mô hình sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc được điển hình. Lễ Senonta năm nay, Ban Dân tộc phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn đến thăm tặng quà các chùa, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và chúc mừng vận động đồng bào Khmer đón lễ Senonta vui tươi tiết kiệm, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời động viên bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống.